thuốc SGLT2 cho tất cả chúng ta đều biết, thì là những cái bệnh nhân này là có thể được sử dụng ở những nhóm bệnh nhân suy tim hay không? Cái lợi ích của nhóm SGLT2 này thì là có thể sử dụng ở những bệnh nhân, tức là có lợi ích giảm suy tim ở những bệnh nhân mà không có đái tháo đường hay không. Bản chất cái thuốc này là một cái thuốc mà được phát minh ra để điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường, nhưng mà sau khi quan sát người ta thấy là có những giảm tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân suy tim. Vậy thì đối với những bệnh nhân mà không hề có đái tháo đường, tức là không phải là cái chỉ định ban đầu thuần nhất ban đầu của cái việc dùng thuốc, thì liệu có lợi ích giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân suy tim hay không? Và nghiên cứu này thì người ta sẽ thử nghiệm là sử dụng 10mg dapagliflozin một ngày trên cái nền mà điều trị tiêu chuẩn trước đó, ví dụ với ức chế men chuyển hoặc chặn beta hoặc là thuốc kháng aldosterone, thì để xem là ở những cái bệnh nhân mà phân số tơ máu rất giảm, và ở cả cái nhóm bệnh nhân có đái tháo đường và bệnh nhân không hề có đái tháo đường, thì người ta muốn xem là liệu có lợi ích gì của dapagliflozin ở các nhóm bệnh nhân này hay không. Thiết kế nghiên cứu là những cái bệnh nhân mà có triệu chứng và phân số thống sáu thất trái là dưới 40%. Và thiết kế nghiên cứu là chia thành hai nhóm, một nhóm sử dụng giả dược và một nhóm sử dụng dapagliflozin là 10mg một ngày. Kết quả chính của nghiên cứu là gì? Là với cái primary outcome, tức là tỷ lệ tử vong do tim mạch và tỷ lệ tái nhập viện về suy tim, thì dapagliflozin là giảm hơn hẳn so với giả dược. Và cái việc mức giảm tỷ lệ tử vong và giảm cái tái nhập viện do suy tim và nhập viện do suy tim thì là giảm, có ý nghĩa thống kê so với cả giả dược. Ở cái nhóm mà bệnh nhân, khi mà phân tích dưới nhóm, tức là nhóm của bệnh nhân có đái tháo đường và nhóm bệnh nhân không có đái tháo đường, thì là dapagliflozin đều là tốt hơn giả dược trong cái việc mà giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Ở cái nhóm bệnh nhân mà đã được dùng acne hoặc là không dùng acne trước đó, thì dapagliflozin đều cho thấy cái lợi ích giảm rõ rệt tỷ lệ tử vong và tỷ lệ nhập viện do suy tim. Đối với cái suy giảm mức chức năng thận, tức là một cái tác dụng phụ của thuốc, thì dapagliflozin so với giả dược thì sao? Thì hoàn toàn không có sự khác biệt về mức độ giảm nhiều chức năng thận hơn so với cả giả dược. Đối với những cái biến cố ngoại ý của dapagliflozin so với giả dược thì sao? Thì các nghiên cứu cho thấy là không có sự khác biệt về có ý nghĩa thống kê về cái mức xảy ra những cái biến cố ngoại ý ở cái nhóm mà dùng giả dược so với nhóm dùng dapagliflozin. Và kết luận của cái nghiên cứu DAPA-HF này là gì? Tức là dapagliflozin là giảm hẳn cái nguy cơ mà suy tim nặng hơn và giảm tỷ lệ tử vong, cải thiện triệu chứng ở những bệnh nhân mà suy tim và phân số tông máu thất trái giảm, và trên cái nền mà đã điều trị bằng tiêu chuẩn trước đó. Và những cái nguy cơ tương đối và nguy cơ tuyệt đối của tỷ lệ tử vong và tỷ lệ giảm mà biến cố nhập viện do suy tim thì đều giảm hơn và so với nhóm giả dược và ở kể cả cái nhóm bệnh nhân mà không có đái tháo đường. Và dapagliflozin thì là được dung nạp rất là tốt cho tất cả mọi nhóm bệnh nhân, và dapagliflozin là rất là tiềm năng trong cái việc là điều trị, có cái chỉ định để điều trị suy tim cho bệnh nhân sau này, kể cả nhóm bệnh nhân mà không có đái tháo đường. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Kiên đã trình bày rất là ngắn gọn một cái vấn đề về ICD cũng như là về cái thuốc. Thế bây giờ xin mời các quý vị ta có cái câu hỏi gì đặt vấn đề cho bà báo cáo viên. Xin phép hỏi thạc sĩ Kiên một câu về cái nghiên cứu DAPA-HF ạ. Thì trong nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là cái dapagliflozin là có tác dụng rất tốt trên nền những bệnh nhân suy tim và đặc biệt là có phân suất tống máu giảm. Vậy liệu chúng ta có nên add on thêm cái thuốc này trên nền cái điều trị suy tim đơn thuần trên cả những bệnh nhân không có đái tháo đường so với cả phác đồ cơ bản hiện nay hay không? Thì theo ý kiến của báo cáo viên là như thế nào ạ?
Xin cảm ơn câu hỏi của moderator. Thế thì hiện tại thì dapagliflozin vẫn chưa được đặt ra để đưa vào các khuyến cáo một cách chính thức trong điều trị suy tim ở nhân dân phân số tống máu thất trái giảm. Thì cho nên là nhưng mà cái nghiên cứu DAPA-HF này cho thấy một cái tiềm năng rất là lớn trong việc chỉ định đi dapagliflozin cho cái nhóm bệnh nhân suy tim phân số tống máu thất trái giảm, kể cả bệnh nhân đái tháo đường hoặc không có đái tháo đường. Thì theo tôi hiện nay trong thực hành lâm sàng, những bệnh nhân mà có cái nền đái tháo đường từ trước và đã được điều trị tiêu chuẩn thật là tốt với ức chế men chuyển hoặc chặn beta kháng aldosterone, cái việc mà thêm dapagliflozin có thể đạt được hai mục đích, vừa là giảm đường huyết, tăng cái khả năng kiểm soát đường huyết được tốt hơn, đồng thời là giảm hẳn cái tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và tỷ lệ suy tim phải nhập viện ở những bệnh nhân đái tháo đường đó. Thế còn ở nhóm bệnh nhân mà không có đái tháo đường thì theo tôi là hứa hẹn trong tương lai có lẽ là dapagliflozin sẽ được có thể sẽ cần thêm những cái nghiên cứu hoặc những cái bằng chứng dữ liệu mới hoặc những cái quan sát trong thế giới thực trong cái chỉ định dapagliflozin ở nhóm bệnh nhân suy tim mà không có đái tháo đường, thì tôi nghĩ là nó sẽ là rất là hứa hẹn tiềm năng trong tương lai, và khi đó dapagliflozin có lẽ là sẽ trở thành một thuốc mà có chỉ định chính là điều trị suy tim chứ còn và có thêm cái tác dụng để hạ đường huyết thêm vào. Xin cảm ơn. Xin hỏi bác sĩ Lê Võ Kiên là ICD trong dự phòng tiên phát suy tim phân số tổng máu thất trái giảm thì có hai nhóm căn nguyên chính là do bệnh tim hơi cục bộ và suy tim do bệnh cơ tim giãn. Vậy thì về mặt evidence, sự khác biệt về cái efficacy hay là effectiveness giữa hai cái nhóm đấy nó như thế nào? Hiện nay chúng ta chỉ định cho suy tim EF dưới 35% sau khi điều trị nội khoa tối ưu khoảng 6-9 tháng. Nhóm thứ hai là suy tim EF giảm từ 35% sau nhồi máu cơ tim ít nhất là 40 ngày. Đấy. Thì giữa cái nhóm có thiếu máu cục bộ và không có thiếu máu cục bộ thì nó có khác biệt hay không? Vì cái nghiên cứu đầu tiên là sổ bộ về cái sử dụng ICD dự phòng tiên phát. Xin cảm ơn câu hỏi của tiến sĩ Phong. Trong cái nghiên cứu sổ bộ của Thụy Điển là phân ra hai nhóm, cái nghiên cứu này có 16.000 bệnh nhân và hai cái nhóm mà để nhóm được sử dụng ICD và nhóm không sử dụng ICD là bằng nhau, mỗi nhóm là 1.503 bệnh nhân, tức là một số lượng rất là lớn, và người ta đã hiệu chỉnh để sao cho cái nhóm này bao gồm tất cả các số bệnh nhân tương đương là bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ, tức là những cái bệnh nhân mà sau nhồi máu cơ tim, suy tim sau nhồi máu cơ tim, kể cả những bệnh nhân mà suy tim không phải do bệnh tim thiếu máu, tức là ví dụ căn nguyên do bệnh cơ tim giãn hoặc là những cái tổn thương hở van tim nặng dẫn đến suy tim hoặc là một số những cái bệnh lý suy tim khác. Vậy tất cả phân nhóm ở mọi giải lứa tuổi đều có bệnh nhân góp mặt ở trong nghiên cứu này, phân nhóm mà nam và nữ là tương đương, và kể cả cái nhóm bệnh nhân đã được cấy CRT và không có CRT trước đó cũng là tương đương ở cái hai nhóm nghiên cứu. Thế thì khi mà sau khi làm các thuật toán thống kê để kết luận thì cho thấy là không hoàn toàn là ICD thêm vào ở chỉ định ở những cái nhóm bệnh nhân mà suy tim phân số giảm này thì là ở cả nhóm bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ hoặc là bệnh tim không có thiếu máu cục bộ thì hoàn toàn là đều có lợi ích và không có sự khác biệt gì ở cái hai cái phân nhóm nhỏ này. Như vậy là bất kể là chúng ta có bệnh tim thiếu máu cục bộ, tức là một cái nhồi máu cơ tim mà sau chỉ định là trên 40 ngày hoặc là trên 6 tuần, đúng không? Tùy theo nghiên cứu ACC-ASA hoặc là nghiên cứu của ESC thì thực ra là 40 ngày với cả 6 tuần thì cũng là tương đương thôi, 7642. Hoặc là những bệnh nhân đã được can thiệp tái thông mạch thì là sau 90 ngày. Thế thì tất cả những cái nhóm phân nhóm nhỏ đấy thì đều cho thấy là ICD có lợi ích rõ rệt trong việc là giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Vâng ạ. Cảm ơn Thạc sĩ Kiên đã trình bày tóm tắt và rất là đầy đủ của một số cái nghiên cứu mà ở trong hội nghị ESC-2019. Do vì chắc có thể có các bạn còn có câu hỏi, nhưng mà do cái công việc của Thạc sĩ Long tiếp sau đây thì lại còn phải một số cái công việc ở một nơi khác, cho nên là tôi xin mời là Thạc sĩ Viên Hoàng Long sẽ trình bày tóm tắt các nghiên cứu file and true và AF.